Okay, what's your name? My name is Jenny. Jenny, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, very good. Okay, how old are you? Bao nhiêu tuổi rồi? I'm 6 years old. Yes, very good. How are you today? I'm happy. Yes, very good. I'm happy to meet you too. Are you hungry? No. Yes, are you sleepy? No. Are you ready now? Yeah. Yes, very good. Can you tell me about the color? Okay, what color is this? It's yellow. Yes, Vivian Thuy nè. What color is this? It's red. Yes, very good. What color is this? It's brown. What color are they? They are purple. Yes, do you like purple? Do you like purple? No. No, very good. What color is this? Is? It's orange. Orange, very good. What color is this one? It's white. It's white, very good. Is this gray? No. No? This is not gray? Đây có phải là màu xám không con? Yeah. Yes, màu xám tiếng Anh là gray. Gray. Yes, very good. What color is this? It's black. Yes, what color is this one? It's pink. Do you like pink? Yeah. Yes, I too. Very good. Nào, bây giờ nói với cô nghe, nói cho cô nghe về hình dạng nhé. Okay, đó là hình này hình gì nhỉ? Which shape is this one? It's a circle. Yay! Very good. And this one is? It's a rectangle. Rectangle. Good job. What about this one? It's a circle. It's a square. It's a square. Yes, con đánh phần từ square vô nhá. S F Q Q U A R E. Yes, very good. What about this one? It a star. Star. Yes, what about this one? It's a moon. It's a moon. What about this one? It's a diamond. It's a diamond. Very good. And this one is a? It's an oval. It's an oval. Very good. And this one? It's a heart. Where is your heart? Trái tim của con ở đâu nhỉ? Where? Ở đây chứ? Ở bên kia chứ? Bên này chứ? Yes. Okay. What about this one? It's a triangle. Yes. Very good. Can you tell me this color? It's blue. It's blue. Good job. High five. Nào, bây giờ con kiểm tra một chút xíu về đồ chơi nhé. Con nhớ đồ chơi, mình kiểm tra một vài từ nhé. Do you know what is this? It's a ball. Quả bóng á. It's a car. Yes, and this one is a bear. It's a bear, teddy bear. What are they? They are balloon. Đúng rồi. What is this one? It's a doll. It's a doll. What is this one? It's a yo-yo. Yo-yo. Do you remember this one? It's a bicycle. Bicycle. Can you tell me what is the name of this toy? It's a... Là con robot đúng không? Robot tiếng Anh đọc bằng tiếng Việt như thế nào nhỉ? Robot. Robot. Ôi trời ơi, thế này mà quên hả? Con này là con gì nhỉ? Dinosaur. Dinosaur. And do you remember this one? Con còn nhớ từ này không? Con có nhớ từ này không? Plane. Rồi, ok. Thôi thế là con cố gắng rồi. Vì là rất nhiều từ đúng không nhỉ? Và tiếp nhé, bây giờ con muốn cô kiểm tra về chủ đề gì ấy nhỉ? Con vật hay là chủ đề đồ ăn, đồ uống nào? Thích chủ đề gì? Đồ uống nhá, con thích đồ uống đúng không? Ok. Can you tell me what is this drink? Đồ uống gì đây nhỉ? It's milk. Milk, do you like milk? Yes, very good. What about this one? It's cola. It's cola. What about this one? It's coffee. Coffee. Very good. And this one is? Tea. It's tea. Do you like drinking tea? Yes. Yes? You like drinking tea? Con thích uống trà không? Oh, very good. And what about this one? Soda. Soda. And this one is? Water. Water, very good. And this one is a lemon. Lemon là quả chanh, nước chanh là lemonade. Lemonade. Yes, very good. And có nhớ từ này không?
gì vậy? Coconut milk. Ôi giỏi quá. Coconut milk and this one is hot chocolate. Hot chocolate. Chocolate. Yes, very good. Thank you so much. Thế con có nhớ từ nước cam là gì không? What is this? Orange milk. Orange milk hả? Sữa cam hả? Orange juice. Orange juice. Ừ, nước táo là gì nhỉ? Apple juice. Đúng rồi, giỏi quá. Con đây con thích kiểm tra phần nào tiếp nào? Thích phần nào nữa? Đồ ăn hả? Đồ ăn nhé. Đồ ăn rất là nhiều luôn, một tập rất là dày, nhưng mà cô sẽ chỉ kiểm tra một số từ thôi nhé. Can you tell me what is this food? It's a... Phần đằng sau nhé, xem chữ nào còn nhớ không? Hot. Hot dog. Bánh mì xúc xích đúng không? This one is... ice cream. Ice cream. How many ice creams are there? Có bao nhiêu ice cream nhỉ? 6 ice cream, very good. And what about this one? Cheese. Cheese. Do you remember this? It's gel. Jelly. Yes. And this one is? Noodles. 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 Đồ, đờ, đờ. Noodles. Noodles. Đúng rồi, ok. What about this one? Sausage. Sausage. This one is? Pop. Popcorn. And this one is? Candy. Candy. And you remember this? It's egg. Eggs. And this one is? Yogurt. Yogurt. Sữa chua đúng không nhỉ? And this one is? Pizza. Pizza. Do you like pizza? No. No? Okay. What about this one? It's cake. It's cake. Do you like eating cake? No. No. Okay. And this one is? It's chicken. Chicken. Do you like eating chicken? Yeah. Yes, me too. Thank you so much. Thế thôi. Thế rất là tốt rồi đúng không nhỉ? Thank you con.